thiết thực kỷ niệm 134 năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024 quận thốt nốt vừa tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình trạm y tế phường trung nhất. Công trình trạm y tế phường trung nhất quận thốt nốt được xây dựng mới với tổng diện tích hơn 1.700m2, khối nhà chính gồm một trệt và một lầu, có 26 phòng chức năng, với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Sau hơn một năm khởi công xây dựng, trạm y tế phường Trung Nhất được khánh thành và đưa vào sử dụng, góp phần đáp ứng tốt việc thực hiện các nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ y bác sĩ, cũng như phục vụ tốt cho công tác khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến nay, 9 trên 9 trạm y tế phường trên địa bàn quận Thốt Nốt đều đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, giai đoạn 2011-2020 và đang triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cơ bản cho nhân dân